và tay đấm sẽ xuất hiện trong trận đấu tiếp theo. Tay đấm tới từ góc đai đỏ, sinh năm 2001 và sẽ trở lại với sự kiện VSP Pro ngày hôm nay. Trận đấu hạng cân 55kg, tay đấm đang bước lên võ đài của chúng ta. Người đến từ Primer Performance Lab, chiều cao 1m63, nặng 55kg. Võ sĩ đang có mặt trên võ đài, tay đấm Lê Hoàng Hiệp. Một trong những gương mặt quen thuộc đối với các sự kiện boxing chuyên nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đối thủ của Lê Hoàng Hiệp đang có mặt trên đường ra võ đài ngày hôm nay. Đối thủ của Lê Hoàng Hiệp đến từ Max Sports Center với kinh nghiệm đã tập luyện kickboxing và boxing. Với chiều cao 1m65, nặng 55kg và sinh năm 1999, tay đấm Nguyễn Ngọc Thắng, người sẽ là đối thủ của Lê Hoàng Hiệp ngày hôm nay. Và trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài Mai Song Tùng. Cuộc đối đầu giữa một tay đấm đã có rất nhiều kinh nghiệm ở các giải đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam cũng như Liên bang Nga, và một võ sĩ mới tập luyện boxing chưa đầy nửa năm. Liệu sẽ có bất ngờ nào hay không? Lê Hoàng Hiệp là một võ sĩ nổi bật với phong cách thi đấu máu lửa và đặc biệt có sở thích khiêu khích đối phương. Lê Hoàng Hiệp và Nguyễn Ngọc Thắng đều sử dụng thế tấn orthodox. Cú jab, cú body jab đầu tiên của Hoàng Hiệp. Những cú đấm đầu tiên đã tung ra là những tín hiệu thăm dò của cả hai. Cú móc trái tốt của Lê Hoàng Hiệp, thiếu chút nữa thôi đó là cú móc hoàn hảo đi chọn hướng thái dương của đối phương. Song Tùng chắc chắn sẽ phải làm việc khá vất vả đối với lối đánh của Lê Hoàng Hiệp. Khá tự tin. Có thể thấy rõ được ý đồ của Lê Hoàng Hiệp khi anh sử dụng những cú body jab để khiến cho Nguyễn Ngọc Thắng sơ hở. Công của Ngọc Thắng khá bất ngờ, đặc biệt là những cú Gazio jab, những cú bất ngờ, những cú Gazio hook, những cú đánh bất ngờ. Câu trả lời Ngọc Thắng. Stretch tốt của Ngọc Thắng ngay lập tức là cú bàn tay trái quen thuộc của Lê Hoàng Hiệp. Các cú móc trái của Lê Hoàng Hiệp liên tục đổi vị trí từ phần body lên phần đầu. Thời phòng thủ mới chỉ là thi đấu đầu tiên mà thôi. Uppercut không thành công của Ngọc Thắng. Móc trái rất tốt của Lê Hoàng Hiệp, đầu của Ngọc Thắng lệch ra sau. Và đây có lẽ cũng là tình huống
huống ra đòn đáng chú ý cuối cùng trong hiệp thi đấu thứ nhất này. Rất máu lửa tới từ cả hai. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi lại các tình huống tấn công đáng chú ý trong hiệp thi đấu đầu tiên này ở hạng cân, trận đấu hạng cân 55kg giữa Lê Hoàng Hiệp và Nguyễn Ngọc Thắng. Tình huống ra đòn tay sau chính xác đầu tiên của Nguyễn Ngọc Thắng khiến Hoàng Hiệp suýt chút nữa đã phải nhận knockdown. Những cú tay sau của Ngọc Thắng là rất khó chịu và đây là cú móc trái sấm sét của Lê Hoàng Hiệp kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Hiệp thi đấu thứ hai, cú cháp mở màn của Hoàng Hiệp. Có thể nói rằng sức bật của Ngọc Thắng là rất tốt, hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ đối với một võ sĩ có nhiều kinh nghiệm hơn. Lúc này thì Lê Hoàng Hiệp quyết định áp sát và lại cú móc trái quen thuộc. Pha tấn công là tấn công rất khó chịu của Hoàng Hiệp. Bây giờ là câu trả lời của Ngọc Thắng. Hoàng Hiệp là người đang khiến đối phương phải di chuyển lùi nhiều hơn. Rất nhanh khi áp sát của Hoàng Hiệp, cú móc liên tiếp từ vào phần body và phần thân người và phần đầu của võ sĩ sinh năm 2001. Thông minh của Hoàng Hiệp, một cú móc sườn bằng tay phải và ngay lập tức là cú móc trái quen thuộc. Lúc này thì Nguyễn Ngọc Thắng đã bắt đầu tìm được tọa độ cho những cú móc phải của mình khi mà Hoàng Hiệp cúi thấp người. Ý đồ rõ ràng của Nguyễn Ngọc Thắng khi mà Hoàng Hiệp cúi thấp người ngay lập tức sử dụng đòn chọc chắc hơn là cú uppercut. Liên tiếp là những cú body shot từ phía Hoàng Hiệp, lại móc trái của Hoàng Hiệp. Rất tốt và lúc này thì Ngọc Thắng đang là người chủ động thực hiện các tình huống bóp and whip để né tránh ý đồ tấn công của đối phương. Lại là body jab. Body jab như thế này thì rất có thể sẽ lại tung ra những cú móc trái như vừa rồi. Bất ngờ hạ thấp người trong các tình huống nhử đòn và ngay lập tức đổi lên với một cú móc trái ở phần đầu. Chiến thuật cho lối lúc này vẫn đang rất hiệu quả. Rồi đấm đi vào khung chung của Nguyễn Ngọc Thắng. Liên tiếp là những đòn đấm đi vào khung chung của Nguyễn Ngọc Thắng. Có vẻ như cho tới lúc này thì Nguyễn Ngọc Thắng chiếm ưu thế hơn, đặc biệt là việc tung ra những tình huống tấn công chính xác và uy lực. Giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi lại những diễn biến đáng chú ý của hiệp thi đấu thứ hai. Trên màn ảnh của chúng ta là võ sĩ Nguyễn Ngọc Thắng tới từ Hải Dương. Một gương mặt hoàn toàn mới với VSP Pro, nhưng rõ ràng những gì anh đem lại là không thể bỏ qua.
chúng ta cùng trở lại với những diễn biến của thi đấu thứ ba. Một cú jab vào vùng body quen thuộc của Hoàng Hiệp. Bất ngờ đổi tấn tung móc trái của Ngọc Thắng nhưng không thành công khi mà Hoàng Hiệp đã kịp thời phòng thủ. Một đấm của Ngọc Thắng là rất tốt, đặc biệt là những cú tay sau. Bây giờ chỉ còn là thời điểm và tọa độ ra đòn mà thôi. Huấn luyện viên của Hoàng Hiệp đang yêu cầu anh sử dụng cú chát nhiều hơn. Tình huống chát và bất ngờ tung móc trái như thế này còn vô cùng hiệu quả và liên tiếp là hai tình huống Ngọc Thắng dính đòn. Tôi tin ở hiệp thi đấu thứ ba này thì Hoàng Hiệp nên sử dụng các tình huống ép công như vừa rồi hơn. Lúc này thì những chuyển động của Ngọc Thắng không còn sắc nét như trước. Chưa rõ liệu có đó có phải là một chiến thuật khiến đối phương chủ quan hay không. Nhưng cho tới lúc này thì những cú đấm uy lực của Ngọc Thắng vẫn đang đi vào không trung. Rất nguy hiểm nhưng Hoàng Hiệp lại tiếp tục né tránh được. Hoàng Hiệp là khá rõ ràng rồi. Cú body jab và bắt đầu ép công. Ngọc Thắng sử dụng cú overhand, những cú móc tay sau với hy vọng làm đối phương có thể tạm thời giảm được tấn công, nhưng Lê Hoàng Hiệp vẫn liên tục tiến tới. Móc trái rất đáng tiếc khi mà Ngọc Thắng lại cũng đặt nhiều lực vào pha giao đòn vừa rồi. Liên tiếp là những tình huống móc trái và body của Lê Hoàng Hiệp. Một phút cuối của hiệp thi đấu thứ ba. Và ép góc đầu tiên của Lê Hoàng Hiệp trong hiệp thi đấu thứ ba này. Liên tiếp là những tình huống móc trái trong lúc này, móc trái còn rất khó chịu. Vẫn chưa có được phương án xử lý kịp thời. Thắng đã dính rất nhiều đòn và đã bắt đầu chậm lại rồi. Tiếp tiếp là những cú móc từ phía Hoàng Hiệp. Lúc này thì chênh lệch về kinh nghiệm và thể lực bắt đầu thể hiện rõ hơn. Pha tấn công của Ngọc Thắng không còn sắc nét và bây giờ thậm chí bắt đầu đi bộ trên võ đài rồi. Hoàng Hiệp tiếp tục ép công. Trái rất mạnh kết thúc hiệp thi đấu thứ ba. Đúng chất của Lê Hoàng Hiệp. Chúng ta cùng theo dõi lại những diễn biến đáng chú ý của hiệp thi đấu thứ ba này. Một tình huống móc trái trúng cằm của Lê Hoàng Hiệp. Phải nói là những cú móc trái của tay đấm sinh năm 2001 đang làm rất tốt nhiệm vụ của nó. Cuối cùng và chúng ta có thể chứng kiến một trận đấu knockout đầu tiên trong ngày hôm nay không? Những tình huống móc của Hoàng Hiệp lúc này vẫn đang được anh chờ đợi để sử dụng. Trước tiền rất chặt, đến là thừa hiểu rằng
phút đầu tiên này chưa phải là thời điểm quá thích hợp để sử dụng. Tình huống rất nguy hiểm với trọng tài Mai Song Tùng. Hoàng Hiệp vừa tung một cú đấm trái và ông đã dính đỏ. Sảy đòn dẫn tới tình huống va chạm không đáng có. Vậy thì tôi tin chắc rằng Lê Hoàng Hiệp muốn giải quyết trận đấu nhanh hơn. Có lẽ tình huống va chạm vừa rồi đã khiến cho nhịp tấn công của Hoàng Hiệp giảm đi đáng kể. Chặt chân không có lóc đảo. Rõ ràng đó là tình huống chặt chân của thắng. Khá nóng vội. Cuối cùng liên tục là ép cầu, tiếp tục là trái chính xác từ phía Lê Hoàng Hiệp. Lúc này thì thắng chỉ còn chờ đợi với các tình huống ôm ghi để giảm nhịp độ của đối phương mà thôi. Liên tiếp là những cú móc của Lê Hoàng Hiệp và chúng ta đã có đất đai. Là một tình huống body shot, một tình huống đấm cùng thân người thì sẵn và một vùng chấn thủy từ phía Hoàng Hiệp. Tình hiệp thứ 5 rất cố gắng, Nguyễn Văn Thắng vẫn trở lại trong 20 giây cuối cùng này. Rõ ràng cho đến lúc này thì tay đấm sinh năm 2001 đã là người chơi tốt hơn. Chúng ta cùng theo dõi lại tình huống mà trọng tài Mai Song Tùng đã dính một đòn đánh từ phía Lê Hoàng Hiệp khi ông đang cố gắng tách cả hai ra. Đây là tình huống mà Lê Hoàng Hiệp đã đề nghị trọng tài tạm dừng trận đấu để kiểm tra tình trạng của anh. Pha trượt chân, không có nốc đào. Ngay sau đó là một pha knock out. Chúng ta cùng nhìn lại tình huống ra đòn vào vùng chấn thủy. Một cú đấm chính xác từ phía Lê Hoàng Hiệp đổ vào đúng vùng chấn thủy của Nguyễn Ngọc Thắng khiến võ sĩ tới từ Hải Dương gục xuống. Và bây giờ chúng ta cùng chờ đợi bảng điểm từ các giám định. Tôi tin rằng đây là một trải nghiệm đáng quý đối với Nguyễn Ngọc Thắng. Ba chín, ba sáu, 40-35 và 39-36. Chiến thắng đồng thuận thuộc về Lê Hoàng Hiệp. Chiến thắng có thể nói là đã có thể đó là một tình huống knock out. Và xin chúc mừng Lê Hoàng Hiệp vì chiến thắng ngày hôm nay.